Mày hay thật. Mày biết ở cái làng này người ta bảo mày là cái gì không? Là cái gì? Có vợ đàng hoàng mới cứ như là gà trống nuôi con. Trống mai cái gì? Em quen con mình mà chăm cho được. Biết là như thế nhưng mà vấn đề là nó đang ốm. Thì vợ mày cũng phải biết nghĩ một tí chứ. Tiền thì ai mà trả thêm tao còn thêm tiền rõ dại ra. Nhưng mà không có cái gì bằng chồng mà con. Nhưng mày chính mày còn muốn ở nhà bảo sư ra, đúng không? Vâng. Anh Mến, sao anh lại nói thế? Khác nào anh bảo em là đứa tham tiền, con ốm em cũng mặc kệ. Anh theo tôi ấy, thì cũng uy vũ như tôi thôi. Hả? À, này, quyết định đầu tư với bác đi. Một tháng lãi mấy chục triệu, mày nuôi cá, có đến nuôi cá coi ấy, thì cũng không bằng bác được đâu. Ê, còn e rẻ gì nữa. Hả? Tấm gương tầy liếc, à, tấm gương sáng như bác đây này, không noi theo thì còn noi theo ai nào? Ừ. Ông khác con khác. Ông Thái giỏi lộc lá, ông làm ăn chưa một năm ông đã mua xe. Thôi con lom dòm một cái xe máy cho nó lại. Ê này 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 này, nhìn vào đây, mày có biết là ngồi trong xe nó sướng cái con người đến như thế nào không? Ê này, tuần vừa rồi sau khi lấy xe bác viêm họng đúng một tuần. Ông đi làm sao? Ngoài trời 40 độ, trong xe lạnh toát. À, bác có phải lo cả cái áo lông gì kìa. À, thôi bây giờ thế này nhá, lên xe, bác đưa đi một vòng để thưởng thức, rồi sau đó quyết định. À. Con sao rồi anh? Nãy anh vừa sốt lại, anh cho uống thuốc rồi, giờ đang ngủ. Anh phải để ý đấy, không được rời mắt khỏi con đâu. Kể cả là hạ sốt rồi thì cũng không được cho con ra ngoài sân chơi, trời nắng nôi như này. Ừ, nhớ rồi. Này, nãy bảo mai mẹ Hoài được nghỉ, thịch lắm. Kêu là muốn bố mẹ cho đi chơi. Thế là xin nghỉ chưa? Thôi, em bảo làm đã. Hai ông tướng này đến đây hỏi mua cá. Chả thấy bàn về cá. Toàn hỏi đều thôi. Có mua, bọn cháu có mua. Nhưng mà anh em đang bàn bạc, nó chưa thống nhất, nó bất đồng quan điểm tí thôi. Thôi thôi ông ơi, bố tắt hộ cái. Hai bố đến đây bày trò. Một ông thì nói ngon nói ngọt, một ông thì nhảy ra chê ỏng chê eo. Cuối cùng ép giá nhau cái gì. Đi hỏi cả cái làng này xem thằng nào nuôi cá như thằng này không. Mày đặt bắt bẻ vớ vẻ vớ vẩn. Như nào vớ vẩn vẩn? À, từ nãy giờ ta cứ ngờ ngợ. Để tóc dài ta không nhận ra. Thằng Mến và thằng Hiếu ở làng hội đúng không? Chém sao? Đừng cứ tưởng mang cái mác đi tù về mà dọa dẫm bắt chẹt được tao nhá. Thằng này ấy cũng có ngược cả đấy. Ông nói linh tinh cái gì ấy? Cháu nói chú này, chú bán cá thì bán, không bán thì thôi. Chứ không phải là chú xúc phạm người khác, em cháu nó xóa án tích rồi, chú bà đi tù. Còn cả mày nữa nhá, mày tưởng mày sạch sẽ lắm à? Thằng Mến nát, còn bày chuyện làm ăn lương thiện. Thôi thôi thôi, tao không làm ăn được chúng mày, biến cái khỏi cho tao. Ai, đẩy ai đây? Cả mày nữa.